vâng xin chào anh chị xin chào à, chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo và bài học này là chủ đề về nhân sự tuyển dụng vâng thế thì giả sử rằng là mình đã có quán rồi này mình có thiết kế logo biển hiệu rồi mình đã design quán ngon lành rồi này à, mình đã lên được menu rồi này mình đã uh, thiết kế thi công nội thất xong hết rồi đúng không mình bây giờ cần nhân sự để mình chuẩn bị chạy quán thì uh, thầy Phan Anh sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn một số những cái Uh, nội dung một số những phương pháp để các anh chị có thể tuyển dụng uh, đào tạo uh, nhân viên để mà chuẩn bị cho cái quá trình kinh doanh của mình uh, cho cái buổi khai trương và sau đó là những cái buổi kinh doanh. Bởi vì đối với cái mảng F&B cà phê, trà chanh, trà sữa này thì cái nhân sự nó mang tính thời vụ rất là cao và việc tuyển dụng nhân sự cần phải thường xuyên liên tục bởi vì này, cứ người ra người vào, người ra người vào liên tục. đó. trừ khi là bạn ở Hà Nội hoặc là ở Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở những cái địa điểm mà gần với những khu vực mà có nhiều trường đại học hoặc là thì các bạn có thể kiếm được nhân sự bán thời gian rất là dễ rất là đơn giản thế còn ở những vùng khác thì tôi nghĩ khá là căng thẳng đầu tiên là các bạn cần đăng tuyển ở đâu thì các bạn có thể đăng tuyển ở những cái trang có trả phí hoặc là những trang miễn phí à, thì hiện nay thì các cái trang tuyển dụng có trả phí bạn đã phải trả vài trăm ngàn cho đến một hai triệu đồng cho mỗi tháng tùy vào cái việc là các bạn tuyển nhiều hay tuyển ít đăng nhiều hay đăng ít được chưa ạ Ví dụ như là Việt Nam Works hay là uh, việc làm 24 giờ hay là uh, tuyển dụng hay là job hay là tìm việc việc tìm người vân vân rất nhiều uh, có hàng n cái trang như vậy các bạn vào đăng ký tài khoản các bạn uh, giao để chưa ạ uh, thứ hai nữa là các bạn cũng có thể là vào những cái chỗ như là hội nhóm trên Facebook trên Zalo trên các trang diễn đàn bạn đăng tin miễn phí uh, có rất nhiều các hội nhóm mình đăng mà mình tìm người Đấy, và mình đăng thông tin một cách đầy đủ rõ ràng dễ hiểu lên. À, tôi là ai, tôi làm gì, tôi mở quán ở đâu, tôi tuyển vị trí như thế nào, mức lương ra sao, thời gian làm việc, điều kiện chính sách, lương thưởng vân vân. Đề nghị liên hệ số điện thoại, email, Facebook này cho tôi vân vân. Đấy, mình phải soạn ra một cái tin như vậy, mình chụp một cái hình mình đăng lên. Đúng không ạ? Nên có những cái phần thông tin cơ bản như là lương thưởng rồi hỗ trợ ăn trưa ăn trước gì đó vân vân. Mình cũng có thể đăng lên Facebook cá nhân của mình Đăng lên fanpage của à, Cái uh, cửa hàng hay là của chuỗi của mình Thứ ba là mình cũng có thể đăng Zalo Đúng không ạ? Thứ tư mình có thể gọi điện thoại cho người thân, người quen Để mình nhờ uh, người giới thiệu Tìm người à, Thứ năm là mình mua những cái tờ báo uh, Về việc tìm người, người tìm việc Họ cũng đầy đấy ạ Thứ sáu là mình vào các trang web như tôi vừa hướng dẫn Thì mình tìm để lấy có Cái nguồn uh, dữ liệu uh, Thông tin một cách đầy đủ Thế còn quy mô của mình mà đủ lớn thì mình có thể thuê quản lý còn không thì mình tự làm cũng được Bởi vì mình quản lý qua phần mềm, mình quản lý camera, mình quản lý qua hóa đơn hết rồi thì Mình tiết kiệm bớt, bớt chi phí đi Đúng không? Thế còn mình muốn ở nhà ôm con mà vẫn có tiền thì mình phải có người làm quản lý Mà là có người làm quản lý thì mình không quản lý người quản lý cẩn thận là người ta cũng qua mặt mình Và rồi chúng ta sẽ thấy kinh doanh không tốt đi xuống rồi à, Lợi nhuận nó cứ đi đâu mất đấy Đúng không? Rồi À, mới đầu thì chúng ta nên tuyển nó dư dư người ra bởi vì cái thời gian đầu là cái tỷ lệ nó cũng à, bỏ việc nó cũng rất là cao, đấy thì mình nên tuyển dư dư ra tránh cái việc là sau khai trương mình lại phải đi tuyển và cũng xác định luôn cái nghề này cái công việc này là tuyển những người thường xuyên liên tục lắm, bởi vì người ta cứ ra người ta vào vài vài hôm người ta chán người ta lại nghỉ tỷ lệ nghỉ việc trong cái ngành này rất là cao, đấy à, tuyển dụng xong thì chúng ta cần phải đào tạo đúng không ạ, chúng ta đào tạo thì À, mỗi người mỗi vị trí mỗi người mỗi công việc và chúng ta cũng cần phải có cái quy trình đào tạo cho à, từng cái vị trí và từng cái yêu cầu cụ thể các cái KPI cụ thể các cái thao tác ừ, cụ thể ví dụ như bưng bê thì mình cũng phải dạy cho người ta một chút thanh toán cũng phải dạy cho người ta một chút bảo vệ cũng phải dạy cho người ta dắt xe một chút mỗi thứ một chút thôi đúng không ạ nên nhưng mà đặc biệt là vấn đề về thời gian tác phong thái độ vân vân làm sao nó phải nhanh nhẹn hiệu quả dễ hiểu đó chúng ta thấy rằng là có rất nhiều việc cần phải làm à, trước khi chúng ta có thể sử dụng được nhân viên đó là tuyển dụng đào tạo và chạy thử cho người ta ừ, ví dụ như là chúng ta cần phải có những cái à, kiến thức căn bản như là kiến thức về món ăn đồ uống à, rồi thì hiểu biết về một số những cái phục vụ cách đánh số cách à, à, thu tiền cách giao tiếp với khách hàng đấy hoặc là nêu rõ các cái vị trí ở trong cửa hàng nhà quán nhà vệ sinh ở đâu rồi thì uh, những cái um, chỗ để xe để ở đâu cho thuận tiện vân vân đúng không uh, rồi thì ai là người phải vệ sinh uh, khu phụ vệ sinh uh, hàng quán hàng ngày rồi lau chùi uh, bát đĩa lau chùi cốc chén vân vân đấy làm thế nào để chuyển đơn lên uh, quầy thanh toán thuận tiện làm thế nào là vấn đề làm sao tránh cái việc mà uh, khách hàng không trả tiền ví dụ như khách hàng họ bận họ quên họ đứng dậy họ đi về không ai biết thì làm thế nào đúng không à, tránh thất thoát tránh mất mát tránh đổ vỡ thì chúng ta cần phải học à, phải có các bản báo cáo à, ca kíp bản báo cáo doanh số hàng ngày hàng tuần hàng tháng à, đặc biệt là báo cáo hàng ngày của các bộ phận doanh thu bao nhiêu ai đi làm ai nghỉ hiệu suất làm việc như thế nào à, có phạm có vấn đề gì không chúng ta cũng sẽ cần phải xem à, chúng ta phải tạo ra những cái bản báo cáo như vậy trong cái quy trình để chúng ta đào tạo cho họ, à, chúng ta hướng dẫn và chúng ta bắt họ phải làm, à, làm như vậy chúng ta in sẵn các biểu mẫu ra thì người ta sẽ làm rất là nhanh Và không mất nhiều thời gian, đúng không? À, có có cà thẻ thanh toán hay không, hay là à, chúng ta à, hỗ trợ khách hàng như thế nào, ai đổi tiền lẻ, vân vân mây mây rất nhiều thứ, đúng không? À, chúng ta đào tạo chúng ta giải đáp các câu hỏi của khách hàng giải đáp những câu hỏi của nhân viên. À, đấy, ví dụ như là thái độ phục vụ như nào, thời gian phục vụ như nào, xử lý vấn đề như thế nào khi mà bưng bê ra bị vỡ hay đổ vào đồ vào người của khách. À, rồi thì đồ uống có vấn đề, vân vân. À, tôi thấy có rất nhiều những cái trường hợp rất là yếu kém và bây giờ thì họ cũng sẽ bị chết. À, trước đây tôi cũng từng đi ăn là một cái nhà hàng gọi là bò tơ tây ninh. Và tôi nói đích danh tên cái nhà hàng này bởi vì là tôi đánh giá cái nhà hàng này rất là kém và đấy là lý do tại sao mà bây giờ họ cũng bị đóng cửa rồi. Ở các cái chỗ khác họ có thành công hay không tôi không biết những cái chỗ mà tôi ăn họ đóng cửa. Thì cái bò tươi tây tư nưng thì chúng ta nướng cái bò sau chúng ta ăn với các cái các cái uh, lá cuốn. Đấy. Thế thì hôm đó chúng tôi đi ăn ở đấy thì um, cái lá cuốn ấy nó có có nguyên một cục đất. Nguyên một cục đất rất là to. Đấy, thế thì trong đội của chúng tôi đi ăn thì có người ăn phải và ăn phải thì vì tối mà không để ý Đấy, ăn phải thế chúng tôi rất là bực mình và gọi quản lý ra thì quản lý rồi nhân viên không biết nói một câu gì luôn không biết nói một lời xin lỗi nào cứ mặt đứng đực ra như mấy thằng đần ấy. Và tại sao tôi phải nói như vậy và tôi rất là bực mình cái chuyện đó không nói một lời xin lỗi nào và tôi tôi nói sai tôi làm con chó với các bạn luôn Bây giờ tôi nói lại với các bạn chuyện đấy thì tôi rất vẫn thấy bực mình. Đó. Và toàn bộ cái bữa ăn đấy cũng hết khoảng đâu hơn 2 triệu, người ta cũng không gọi là xin lỗi bằng cách giảm giá hay là tặng cho khách hàng hay cái nào cái kia. Bọn đấy là một bọn đần độn bởi vì sao? Bởi vì làm không ai dạy nó cái điều đấy cả. Không ai dạy cách xử lý các cái tình huống đấy. Và hôm đó thì chúng tôi đã quay phim lại cái video đấy. Bây giờ các bạn xem vẫn còn, tôi vẫn còn lưu lại. Đúng không ạ? Và uh, chúng tôi thì cũng bảo thôi cho qua đi đi xúc miệng lại cái cho sạch sẽ bình thường rồi xong rồi ăn tiếp. Chứ gần chúng tôi hoàn toàn có thể đưa nhà báo đến và xẹp luôn cái quán đấy. Thế nhưng mà chúng tôi cũng không làm. Và thực tế là cái quán đấy bây giờ cũng bị dẹp rồi và rất nhiều các quán bò tơ tây ninh ở đâu đó tôi nghĩ là cũng đóng cửa. Cái quán tôi ăn đích danh là cái đường Lê Úc Thọ ở Hà Nội đích danh luôn. Đấy, họ làm ăn cái họ đầu tư cái quán ấy cũng lớn và À, cũng đông khách nhưng mà họ không hề biết rằng họ không kiểm soát, tức là rau dưa như thế là thậm chí không rửa, bê nguyên cả cục đất lên cho khách, đất đúng nghĩa luôn. À, thế tất nhiên tai nạn của nhà hàng một cái tai nạn đấy có thể đóng cửa toàn bộ hệ thống, các bạn đừng có đùa. À, thế nhưng mà cái vấn đề tôi đang muốn nói ở trong cái phần này đấy chính là vấn đề mà các bạn phải đào tạo cho nhân viên của mình cái kỹ năng xử lý các vấn đề của khách hàng trong trường hợp đấy, phải dập đầu xin lỗi người ta đi, đúng không ạ? Xin lỗi hết sức đi. À, sau đó thậm chí là gì ạ à? bằng tiền của mình hay tiền của cửa hàng thì không cần biết à đền cho người ta một bữa ăn đấy rồi thậm chí là đền thêm các bữa ăn khác à, bởi vì các bạn biết là nếu mà người ta đưa báo chí vào là các bạn chết ngay lập tức à, đây là ở Việt Nam chứ ở Mỹ mà các bạn như thế nó kiện cho các bạn thì sạt nghiệp luôn à, thì tôi đang nói về vấn đề đào tạo nhân viên ấy. thì tôi cho rằng đấy là một việc chuyện rất là quan trọng các bạn có kỹ năng xử lý tốt thì các bạn sẽ giảm được cái rủi ro. À, tôi thì tôi viết, tôi nói ở trên cái video này nhưng thực tế là cái 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 buổi hôm đó thì chúng tôi cũng cũng rất là bực mình nhưng mà chúng tôi cũng xử lý theo cách là thôi để cho cửa hàng người ta còn làm ăn chứ còn nếu mà tôi làm quá lên, tôi làm đúng cái yêu cầu nên thì họ có thể họ sẽ bị thiệt hại rất nặng nề. Thế nhưng mà với cách phục vụ như vậy thì họ cũng bị đóng cửa vì nhiều lý do. Tôi cũng không biết lý do là không tốt hay là dịch vụ không tốt hay sản phẩm không tốt hay là à, vì cái này cái khác tôi không biết nhưng tôi chỉ biết là nó đóng cửa rồi và tôi không bao giờ đi ăn lại những cái nhà hàng đấy nữa đúng không ạ nếu mà ai hỏi tôi thì tôi cũng sẽ khuyên họ không đến ăn bởi vì đấy là cái trải nghiệm tồi tệ của khách hàng vâng à, thế thì đấy chúng ta cũng có thể đặt ra các câu hỏi để chúng ta à, đánh giá cái yêu cầu của nhân viên nhưng đôi khi chúng ta cần nhân viên quá thì chúng ta cũng cứ à, vơ bèo và tép chúng ta dạy thôi thật ra nói gì thì nói chứ còn à, phục vụ trong nhà hàng đặc biệt là trong những cái cái quán cà phê hay quán trà chanh thì nó cũng dễ hơn rất nhiều những cái nhà hàng 3 sao 4 sao 5 sao à, tất nhiên mức lương thì nó thấp hơn và cái yêu cầu trình độ nó thấp hơn đúng không thì chúng ta cũng không nên quá xem nhẹ cái việc đào tạo chúng ta nên có quy trình đào tạo có tài liệu đào tạo có những buổi đào tạo đàng hoàng có buổi thực nghiệm có người hướng dẫn cho À, tuy nhiên cũng không nên làm nặng nề quá thì khiến người ta cái mức lương nó cũng rẻ mạt mà đòi người ta quá nhiều thì nhân viên nó bỏ nó sợ nó chạy hết thì làm sao chúng ta phải hợp lý cho người ta hiểu là tự giác tinh thần tự giác người ta làm người ta nhận được mức lương à, cửa hàng làm ăn tốt thì họ có thưởng vân vân và đặc biệt là đào tạo về cái thái độ à, thân thiện với khách hàng giữ chân khách hàng cái thái độ xử lý các cái vấn đề xử lý khủng hoảng nếu như có vấn đề khủng hoảng xảy ra và đặc biệt là cho họ thực hành ví dụ bưng bê mình phải thực hành đấy, hoặc làm uh, xử lý những cái vấn đề trả lời những cái câu hỏi mà, của khách hàng về chất lượng của món hay đổi trả hay là ví dụ như bây giờ hất cái quán hất cái, cái ly cà phê Nóng vào người khách hàng thì bây giờ phải làm thế nào thì lúc đấy mình phải học cách để mình xử lý đúng không ạ chủ quán phải ra xin lỗi rồi phải dập đầu mà xin lỗi người ta đi chứ không lại cả cả con chủ đấy con tớ Để ngồi đực mặt ra đấy Ví dụ như thế Thì chúng ta phải làm cái điều đó nhá Chúng ta cũng phải cho nhân viên thực hành Và à, chạy việc kèm việc Ví dụ những người mới đi làm Thì đừng bắt người ta chạy ngay Cho người ta đứng đứng Người ta nhìn Người ta xem một lần hai lần Tất nhiên những bạn mà tháo vát thông minh Thì các bạn ấy có thể là Nhìn cái các bạn biết làm Nó có cái gì khó đâu Thế nhưng mà thực tế hiện nay Rất nhiều bạn là không biết làm Ở quê nhưng cũng không biết làm Bởi vì sao ở nhà bố mẹ Nuông chiều bao bọc không bắt làm gì cả quét nhà cũng không biết quét rửa bát cũng không biết rửa thì đi làm nó không biết làm à, ví dụ như thầy Phan Anh đúng không thầy lớn lên ở nông thôn thấy ở quê đi ra đây thì khi mà các bạn chỉ cần cái thấy nhìn một cái là thầy đã biết bưng bê rồi thầy biết rửa bát thầy biết rửa ấm chén thầy biết uh, nói chuyện với khách hàng à, bởi vì thầy là chuyên gia đào tạo thầy biết là uh, xin lỗi khách hàng bởi vì thầy đã chuyên đi xử lý các vấn đề khủng hoảng cho khách hàng vân vân ví dụ thế À, thì các bạn nên là phải có một cái sự đào tạo một cái bài bản chuyên nghiệp và giúp cho nhân viên người ta hiểu à, làm sao nó dễ dễ làm dễ áp dụng và cho người ta quen được chưa ạ và như thế là chúng ta sẽ rất là rất là thành công và rất là nhàn nhân viên nó vào nếp nó dạy nhau những cái điều đúng chứ nó không dạy nhau những điều sai pha chế cũng có công thức để sẵn đấy đúng không ạ à, rồi thì quét dọn tất tần thật mỗi người đều có công thức à, tôi xin chia sẻ với các anh chị các bạn như này một cái nhà hàng mà rất là thành công hiện nay tôi không nêu tên cái nhà hàng này giúp cho cái chị này trở thành một trong những cái tỷ phú ở hà nội à, rất là nhiều rất là nhiều tiền và sau này chị mở thêm rất nhiều mảng nữa như mảng bánh rồi mảng quần áo rồi mảng à, nhà hàng cũng bốn năm chuỗi thế thì chị có tiết lộ một cái bí quyết đấy là một cái nhà hàng như vậy nhưng mà chị có hơn 200 quy trình à, bảo vệ có quy trình dắt xe đúng không ạ nhân viên rửa bát có quy trình rửa bát À, rồi thì rửa cốc rửa ly có quy trình rửa cốc rửa ly bởi vì cái cái ly uống rượu vang cái ly uống sâm banh nó khác nhau nó đắt tiền đấy, rồi cái bộ bàn ghế cái bộ ấm chén nó cũng đắt tiền à, rồi thì lau bàn cũng cần có quy trình đi chợ mua thịt có quy trình mua rau có quy trình nhân viên chào hỏi có quy trình nhân viên bưng bê có quy trình hơn 200 quy trình và đó là lý do tại sao mà cái cái nhà hàng đấy có mặt trên thị trường mười mấy hai mươi năm nay rồi nhưng họ vẫn tồn tại Tất nhiên nó cũng kém hơn ngày xưa bởi vì do hiện nay số lượng các nhà hàng mở ra quá là nhiều. Nhưng mà tôi muốn nói như vậy. Một cái quán trà sữa hay một cái quán trà chanh hay một cái quán đồ uống như của các anh chị mà nếu mà các anh chị làm cho tôi khoảng tầm mỗi một vị trí công việc các bạn làm cho tôi một số các quy trình thì các bạn nhân lên nó cũng rơi vào khoảng 20-30 quy trình. Đúng không ạ? Bảo vệ có quy trình, phục vụ có quy trình, pha chế có quy trình, thu ngân có quy trình, báo cáo có quy trình giám sát có quy trình thế thì tôi nghĩ là rất là tuyệt vời thì các bạn cần khoảng hai ba chục cái quy trình như vậy quy trình nó không khó tí nữa video bài học tiếp theo tôi sẽ dạy một quy trình cho các anh chị và các bạn nha rồi một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn và trong cái video bài học này là bài học duy nhất mà tôi có kể một cái trải nghiệm tồi tệ của chúng tôi về cái chuyện đi ăn ở một cái nhà hàng thì bây giờ cái nhà hàng đấy dù nó có thành công hay thất bại thì tôi với tư cách là một người đã, đã từng chứng kiến và trực tiếp là cái người mà mà tham gia vào cái bữa tiệc đấy thì tôi khẳng định rằng là đấy là chuyện có thật và tôi nói cái ví dụ này ra không phải là để dìm cái đốt, cái thương hiệu đó mà mục đích của tôi là muốn nói với các anh chị rằng là cái xử lý các vấn đề liên quan đến khách hàng rất là quan trọng và và mình cần phải đặt khách hàng lên trên mình không được cho phép làm ăn gian dối không được cho phép để là à, để khách hàng có những trải nghiệm tồi tệ như vậy bởi vì kinh doanh bây giờ rất là khó khăn đúng không ạ à, đối thủ thì vô cùng là, là giỏi giang thông minh và hoạt bát và trong khi đó chúng ta làm như vậy để chúng ta tự giết chúng ta thôi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn xin cảm ơn bye bye